Má! Má! Chiếc lược ngà. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh và cũng là đứa con duy nhất của anh chưa đầy một tuổi. Anh thứ sáu và cũng tên là Sáu. Xuồng vào bến, thấy một đứa bé độ 8 tuổi trước sân nhà, đoán biết là con, anh nhúng chân nhảy thoát lên. Anh bước vội vàng tới những bước dài, rồi dừng lại kêu to: Thu! Con! Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác lạ lùng. Còn anh không kìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, dần dật, trông rất dễ sợ. Với vẻ xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chậm chậm bước tới, giọng lập bập run run: Ba đây con. Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai. Mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: Má! Má! Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm. Thu, đi kêu ba vô đây ăn cơm đi con. Thì nó bảo lại: Thì má cứ kêu đi. Mẹ nó đâm nổi giận, quơ đũa bếp dọa đánh. Nó phải gọi nhưng lại nói trỏng: Vô ăn cơm. Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào cái chén nó. Nó liền lấy đũa soi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá, không kịp suy nghĩ, anh vung tay hét lên: Sao mày cứng đầu quá vậy, hả? Cảm ơn bạn đã theo dõi Hoàng Hiệp Entertainment.